Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng chấp thơm mặt hoa rất là đẹp cho cô chú. Đây là cái chấp bẹp và đây là cái mặt hoa chấp bẹp hiện tại bên cửa hàng bên con. Và cái mặt hoa này chấp rất là đậm nhưng mà do này hoa này sắp tàn nên cái ở giữa cái lưỡi đâu cô chú nó bị mất màu rồi. Chấp rất là nét và rất là đậm nha cô chú. Đây là chấp bẹp. Cái bẹp này là nó chấp luôn cả lưỡi nha cô chú và cái mặt sau của nó chấp rất là đẹp nha. Nó chấp luôn cả mặt sau rất là nét nha cô chú. Đây là dòng chấp bẹp. Do ngày hôm nay thì con mới tìm được một số chậu thôi nên con sẽ bán, con quay mã số các cô chú mình dễ theo dõi sưu tầm luôn. Và chậu đầu tiên đó là mã số 1 nha cô chú. Mầm đang lên rất là khỏe và hàng này là hàng thuần chậu. Và nói chung là cái giá thể này nó chưa có bám vào cái chậu, chỉ bám vào giá thể thôi. Nên khi cái hàng thì con sẽ có thể là bỏ chậu ra cho nhà cước. Cô chú nào muốn bỏ chậu của chú mình nói con nha cô chú. Và cái dòng này thì mình về nó sẽ cho hoa liền. Tại vì ở đây nó có một số cái mắt hoa rất là sáng nè. Chuẩn bị là sẽ bắt đầu nó bật, nó bung mấy cái vòi ra liền cô chú. Đây là dòng chấp bẹp. Và mã số là mã số 1. Giá tiền của nguyên dòng này cửa hàng bên con bán ra là 250. Cái này hoa tàn và cái mới vừa cắt vào hoa có chừng tuần trước nè. Mình về thì mình nếu mà dòng dendro này mình thích chỗ nào mà nó ra hoa hoài á thì mình cứ chơi chỗ nào nắng nhiều. Đó. Rồi. Chấp bẹp nha cô chú. Một số mầm đang lên rất là khỏe và đang xuống rễ rất là nhiều luôn á. Đã xuống rễ rất là lực rồi. Combo. Đây là chậu mã số 1 nha cô chú. Con bán với giá tiền là 250 cho mã số 1. Chậu ở chấp bẹp mã số 2. Chậu này thì nó đang có một số cái vò hoa luôn nè cô chú. Đây, một số cái nụ nè. Đó. Thì dòng chấp bẹp này rất là xuyên hoa cô chú. Hoa là hoa quanh năm luôn. Và khi cái hoa này nó nở ra là nó như cái ben soda vậy đó. Vò hoa của nó rất là dài và hoa cực kỳ thơm nha cô chú. Đặc biệt cái dòng chấp bẹp này người ta có một cái tên khác là chấp che thơm á, tại vì thân nó rất là thơm, cây hoa rất là thơm và thân nó mặn ngón cái luôn nè cô chú, rất là mập, cực kỳ khỏe luôn. Đây là dòng chấp bẹp. Và kích thước trung bình nó hiện tại đang tầm khoảng có 30 cm. Và giá tiền của ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 250. Chấp bẹp nha cô chú. Mã số là mã số 2. 250.000 cho mã số 2. Thân rất là đẹp. Và đây là cái dòng chấp bẹp mã số là mã số 3. Và cái cây này cái lá bị như vậy là do nó ăn nắng nhiều nên lá nó bị hơi vàng vàng nha cô chú, chứ nó hoàn toàn là khỏe mạnh bình thường. Và cô chú mình đừng có thấy cái chậu này nhỏ như vậy nhưng mà mình khi dễ nó nha. Tại vì cái dòng này nè cô chú. Cô chú mình thấy không? Cái này đang đi một cái hướng rất là đẹp nè. Từ từ là khoảng như một tháng thôi là sẽ bắt đầu mầm gốc nó cao lên và thân nó sẽ bắt đầu nó tròn chậu rất là đẹp. Vẫn còn một số mắt nha cô chú, hàng thuần chậu rồi. Mã số là mã số 3. Giá tiền là 250 cho mã số 3. Mình về thì nó sẽ bắt đầu cho hoa nha cô chú, tại vì đã đứng ngọn hết rồi. Mã số 3, 250. Kích thước hiện tại của nó ngày hôm nay cửa hàng bên con đo được là tầm khoảng 20 cm. Mã số là mã số 3. Bằng ngón cái luôn nha cô chú, thân rất là to. Giá tiền của nó là 250 cho mã số 3. Đây là chấp bẹp. Và đây là chậu chấp bẹp, chấp che thơm nha cô chú. Mã số là mã số 4. Đang bật lên rất là nhiều mầm gốc luôn nè. Đây, rất là nhiều mầm. Đây là cái chậu chấp bẹp nở tại miền Tây nha cô chú. Đây là một cái mặt hoa mà khách đã quay lại cho con nè. Lúc trước con bán một cái chậu chấp bẹp này khách nó nở hoa rồi. Hôm nay thì khách mới quay lại cho con xem. Đây là mặt hoa nở thực tế từ miền Tây mình nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp. Chớp rất là sâu luôn á. Và mã số của chậu tiếp theo. Đây là chậu chấp bẹp mã số 4 nha cô chú. Cây này thì đang có vào hoa luôn và giá tiền của nó là 250. Combo. Đây là chậu chấp che thơm mã số 5 nha cô chú. Chậu này cô chú mình nhìn nè. Thân của nó rất là mập. Đây. Cực kỳ mập luôn nè, đang đi ngọn phà luôn. Đó. Và mắt của nó vẫn còn đầy đủ nha cô chú. Đây là chấp che thơm mã số là mã số 5. 250. Mã số 5. Thân cực kỳ mập nha cô chú. 250 cho mã số 5. Và nó có một số thân đã đứng ngọn chứ vì là về sẽ cho hoa nha cô chú. Và đây là mã số tiếp theo, đó là mã số 6. Đang có một số mầm đang lên nè. Và ở đây thì cái thân đã đứng ngọn và nó đang sưng mắt cô chú. Chuẩn bị là sẽ bắt đầu cho vào hoa liền. Nói chung là cái thân này để tìm được một số giò chấp bẹp thân đẹp như vậy rất là khó nha cô chú. Hàng này là hàng thuần chậu tay vườn của con. Và kích thước hiện tại là hơn 30 cm. Và giá tiền của cái combo, giá tiền của chậu đen chấp bẹp, còn gọi là chấp che thơm đó cô chú, mã số là mã số 6 ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 250.000. Đây chuẩn bị là sẽ cho vào hoa nha cô chú. 250. Mã số là mã số 6. Rất là mập.
chấp bẹp nha cô chú, mã 6 250. Và đây là cái chậu chấp bẹp mã số, là mã số cuối cùng, đó là mã 7. Và giá tiền chậu này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền của nó là 250 nha cô chú. Đây là mã số cuối cùng, mã số 7. Thân rất là lực luôn và rất là nhiều thân nha cô chú. Đang lên mầm rất là khỏe, thuần chậu rồi. Kích thước hiện tại là từ 30 tới 35 cm. Đây là một cái dòng mặt hoa rất là đẹp, chớp che thơm. Mã số là mã số 7, đây là mã số cuối cùng. Giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 250.000 nha cô chú. Chớp che thơm, mã số là mã số 7, 250. Rất là đẹp nha cô chú.